Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với đầu tư tiện tử là Phong đây Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những cái sự kiện ở trong tháng 4 cuối tháng 4 này nha Của con S nha anh chị nhé thì đối với CoS thì họ có rất rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi dành cho khách hàng và cũng như là những cái chương trình để anh chị có thể là kiếm thêm những cái phần thu nhập ở trong thị trường crypto này. Thì chương trình đầu tiên ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến anh chị là cái sự kiện đặc biệt Bitcoin Halving. Như anh chị thấy rằng là thời gian vừa qua Bitcoin Halving lần thứ tư đã thành công rồi đúng không ạ? Và đến thời điểm này CoS cũng sẽ cho ra một cái sự kiện thi đấu xếp hạng về khối lượng giao dịch future. Có nghĩa là anh chị có thể là vào để anh chị trading future và sau đó thì anh chị có thể là chia sẻ cái phần thưởng lên đến là 20.000 USDT nha anh chị nhé. Và đối với cuộc thi này thì nó đang diễn ra từ ngày 14 tháng 4 cho đến là ngày 28 tháng 4 và nếu như anh chị đã tham gia trước đó khi mà em giới thiệu với anh chị ở trên những cái mạng xã hội rồi thì hiện tại thì anh chị vẫn còn thời gian để tiếp tục tham gia nhé. Và để mà tham gia ở đây thì em sẽ để cái đường dẫn này ở dưới phần mô tả video luôn Thì anh chị có thể tham gia và trade tất cả những cái cặp giao dịch future đang có mặt trên S. Có nghĩa là anh chị trade Bitcoin, được Ethereum, được hay là bất cứ cái đồng Ancon nào khác Ở trên thị trường đều được nha anh chị và khi anh chị trade với cái khối lượng càng nhiều thì anh chị sẽ nhận được những cái phần thưởng cũng rất là lớn Ở đây chúng ta sẽ có những cái bảng xếp hạng để anh chị có thể xem về cái quy tắc chương trình Từ xếp hạng đầu tiên là chúng ta sẽ nhận được là 1.800 đô nếu anh chị trade với cái volume lớn Xếp hạng thứ hai thì anh chị sẽ nhận được là 1.200 đô Xếp hạng thứ ba là 800 đô Tiếp đến là xếp hạng từ thứ tư đến thứ 10 sẽ được chia phần thưởng là 600 đô à, Sẽ được chia phần thưởng là 600 đô mỗi người Tổng phần thưởng ở cái vòng 4 đến 10 này là 4.200 đô Rồi 11 đến 30 là 300 đô mỗi người Tổng phần thưởng là 6.000 Và cũng như là tương tự ở đây chúng ta thấy là 31 đến 50 là 100 đô 51 đến là 220 đô Thì à, cái điều kiện ha, để mà họ tính Về cái khối lượng giao dịch future của anh chị ấy, Là tổng khối lượng giao dịch của bạn Trên tất cả thị trường future đã được chỉ định trong thời gian diễn ra Có nghĩa là anh chị trade bất cứ cặp giao dịch nào Ở trên cái thị trường future của con S ấy, Thì đều được tính cả Thì khi mà anh chị trade càng nhiều Thì anh chị sẽ nhận được càng nhiều ha. Ví dụ như anh chị trade Bitcoin 1.000 đô Anh chị ít 10 lên là anh chị đã có được là 10.000 đô cái volume giao dịch rồi và cũng như ở đây anh chị lưu ý rằng là khối lượng giao dịch của lệnh tự khớp sẽ không được tính có nghĩa là anh chị trade theo giá thị trường nha trade ở cái thời điểm mà anh chị vào lệnh thì nó sẽ được tính còn cái thời điểm mà anh chị để lệnh để nó tự khớp thì nó sẽ không được tính ha à, anh chị phải trade bằng lệnh thị trường và khi mà anh chị tích được cái khối lượng lớn hơn 15.000 USDT usdt thì anh chị bắt đầu được vào cái vòng xếp hạng này đó, bắt đầu được vào vòng xếp hạng này nha anh chị nhé và thời điểm này thì em biết rằng là cũng rất là nhiều anh em đang trading thì anh chị có thể là vào đây trade để xe cái phần thưởng này để có thể là kiếm thêm cái phần lợi nhuận nữa song song cái việc của chúng ta trading rồi phần thưởng thì họ cũng sẽ công bố và cũng như là sẽ được phân phối ở trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc anh chị lưu ý ha đó họ sẽ phát ra ở trong 7 ngày sau đó thì nói chung những cái sự kiện của KS thì nó luôn uy tín và cái việc này cho nên anh chị không cần phải lo là họ có phát quà hay không nếu như mà cái trường hợp mà anh chị được nằm trong bảng xếp hạng mà anh chị không được phát quẻ thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến CoinS luôn, họ sẽ hỗ trợ cho anh chị ha. Anh chị có thể là tham gia và cái nhóm Telegram à, Việt Nam của CoinS anh chị và đó sẽ có admin hỗ trợ và chăm sóc anh chị 100% nhanh chóng luôn nha anh chị nhé. Đó thì đây là cái chương trình đầu tiên à, mừng cho cái sự kiện đặc biệt Bitcoin Having. Thì xung quanh những cái chương trình này thì cũng có rất là nhiều những cái ưu đãi dành cho người mới anh chị thì họ cũng sẽ có một cái ưu đãi là 100 USDT dành cho những người dùng mới nha anh chị nhé. Về ví dụ như anh chị à, chưa sử dụng CoinS bao giờ thì anh chị có thể là vào cái phần mô tả của em á em có một cái đường dẫn đăng ký anh chị đăng ký vào cái đường dẫn đó thì anh chị sẽ đến được cái những cái chương trình này à, và anh chị tham gia ha và khi mà người mới hoàn thành những cái điều kiện họ đề ra ở đây thì anh chị sẽ nhận được những cái vé hoàn tiền phí giao dịch rất là tốt anh chị à, ví dụ như là hoàn thành đăng ký để nhận thưởng khi anh chị đăng ký email password xong anh chị sẽ nhận được ngay là một usdt vé hoàn tiền phí giao dịch nha anh chị nhé là khi anh chị chơi ví dụ như là phí của anh chị là 5 đô thì anh chị sử dụng cái vé này thì nó chỉ còn là 4 đô thôi. thôi rồi tiếp tục đó. Thì khi mà anh chị nạp hơn 50 USDT, có nghĩa là nạp hơn 50 đô á thì anh chị sẽ nhận tiếp được là 4 USDT vé hoàn tiền giao dịch. Thì thì anh chị có thể là lấy cái 4 USDT này để trừ thẳng vào phí giao dịch nha. Rồi nhiệm vụ thứ ba là hoàn thành giao dịch giao ngay, có nghĩa là anh chị mua spot lớn hơn 100 đô. À, mua bất cứ cái đồng nào, anh coin nào hay là Bitcoin ở trên thị trường coin spot á à, lớn hơn 100 đô là anh chị nhận được ngay 15 USDT phí hoàn giao dịch. À, 15 giấy DT luôn anh chị, rất ngon nhé. Rồi tiếp đến là những cái bước 2 Những cái chương trình khác như là hoàn thành nạp tiền để nhận phần thưởng Hoàn thành nạp tiền nè, cứ lớn hơn 50 đô sẽ nhận được nè À thành giao dịch để nhận thưởng lớn, spot lớn hơn 100 đô, nói chung là sẽ rất rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi cho người mới ở đây và cái tổng phần thưởng dành cho người mới sẽ là 100 USDT nha anh chị nha. Và cái thời gian kết thúc cái chương trình dành cho người mới này sẽ vào ngày 23 tháng 5. À, và cái thời gian này sẽ còn rất là dài để anh chị có thể là tham gia trong thời gian tới. À, trong cái quá trình ví dụ như anh chị tham gia về cái sự kiện Bitcoin vinh thì anh chị cũng có thể là đăng ký tài khoản và săn thêm những cái phần thưởng ưu uh, đãi dành cho người mới này nữa để chúng ta giao dịch và giảm đi những cái phí giao dịch ha. Không cần thiết đó thì chúng ta sẽ có những cái voucher rất là tốt ở đây và ngoài cái chương trình ưu đãi cho người mới và sự kiện Bitcoin Having ra thì còn một cái chương trình nữa mà nó sẽ diễn ra hàng tháng và em thấy rất là hay luôn đó là vào ngày 24 hàng tháng nha anh chị nha thì anh chị sẽ mua được những cái đồng con được tổ chức ở trên con S với mức giá giảm 50% có nghĩa là ví dụ như Bitcoin bây giờ là 60.000 đô đi thì anh chị sẽ mua được với mức giảm là 50% tương đương là khoảng 30.000 đô đó thì hiện tại thì đang có một cái chương trình nó vẫn chưa kết thúc nha anh chị nha là anh chị có thể là mua cái đồng Solana với cái mức giảm giá là 50% từ ngày 24 tháng 4 cho đến ngày 28 tháng 4. Ở tổng cộng là 4 ngày thì anh chị có thể là tham gia vào Thì cái phương thức của sự kiện này á, sẽ là bốc thăm nha anh chị Sẽ là bốc thăm Và cái tổng lượng cái đồng token sol sẽ được bán ở trong thời điểm này á, là 75 đồng sol Và mỗi người sẽ mua được cái mức là 0.05 sol Uh, với cái mức giảm giá là 50% và để anh chị tham gia thì anh chị có thể là kéo xuống cái đường dẫn bài viết này em cũng sẽ để ở dưới phần mô tả luôn anh chị click vào cái là anh chị thẳng đến cái sự kiện này luôn anh chị nhấn vào nút tham gia ngay nè tham gia ngay nhé thì ở cái vùng tham gia ngay này thì anh chị thấy là đây cái chương trình về Solana Anh chị nhìn đúng là mua Solana giảm giá 50% nè Và sau đó anh chị đăng ký về ha Anh, anh chị sẽ đăng ký về và anh chị sẽ uh, cần thanh toán là 3 đồng chính Có nghĩa là khoảng 4 đô la đó Để anh chị có thể là mua được 0.05 xôn. Uh, thì cái mức giá 0 05 sol đó là sẽ được bốc thăm nha anh chị nha Sẽ được bốc thăm nếu anh chị trúng thì anh chị sẽ uh, trả cái khoảng là 4 đô này ra Để anh chị mua cái sol đó và mỗi cái đồng sol đó hiện giờ là khoảng 157 đô thì họ sẽ chia đôi cái mức giá này ra bán với mức giá là 78 đô anh chị ha thì đã giảm một nửa rồi thì rất là đơn giản cứ đăng ký tài khoản đó, đăng nhập vào và anh chị tham gia vào chương trình này hàng tháng cứ đến ngày 24 anh chị và anh chị săn những cái đồng con với cái mức giảm giá là 50 phần một cái uh, sự kiện rất là hời trẻ cần phải làm gì cả anh chị những vào đăng ký để mà họ bốc thăm và khi mà bốc thăm chúng cái là anh chị mua thôi đó rất là đơn giản đúng không anh chị thì đây là ba cái chương trình để anh chị có thể là tham gia ở trong tháng tư này ở trong cuối tháng tư này và cũng như là thời gian tới nữa sẽ còn rất là nhiều những cái chương trình khác để anh chị quan tâm ha và rất là hy vọng là trong thời gian tới uh, anh chị có thể là kiếm và săn được thêm những cái phần quà đến từ sàn giao dịch con s nha anh chị nhé rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết nội dung của video ngày hôm nay rồi thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau